Thời gian gần đây, các vụ hỏa hoạn liên tiếp xảy ra tại các khu dân cư, gây thiệt hại nhiều tài sản, thậm chí là cướp đi nhiều sinh mạng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, do đặc thù là có nhiều hẻm nhỏ, hẹp, phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp khó có thể nhanh chóng tiếp cận. Vì vậy, khi xảy ra cháy nổ thì hậu quả để lại vô cùng lớn. Theo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì giờ vàng để xử lý một vụ cháy là rất quan trọng để có thể giảm thiểu thiệt hại. Bình ga bên đây á, bình ga bên đây nó nổ. Cứu người trước đây, tập trung hết vô cứu người đi. Bây giờ giật coi là còn ai trên đó không? Không, có ba người này đúng không? Đâu có xe chạy đến, ngồi đây. Những người dân với khuôn mặt thất thần, mệt lả sau khi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đám cháy. Ngôi nhà nơi phát sinh ra ngọn lửa giờ nhuốm một màu đen vì khói. Giai đoạn phát hiện cháy và chữa cháy ban đầu là quan trọng. Cái thời điểm vàng để mà chữa cháy hiệu quả thường là tầm khoảng 3 phút dưới 3 phút. Lực lượng tại chỗ phát hiện kịp thời, xử lý hiệu quả thì đám cháy sẽ được khống chế và thiệt hại rất thấp. Tại lúc này đám cháy nó rất nhỏ và người dân tại chỗ phát hiện xử lý hiệu quả nhất. Hậu quả để lại sau những vụ cháy là những căn nhà bị thiêu rụi. Nhiều vụ việc còn cướp đi sinh mạng của những người sống trong căn nhà mà bà Hỏa vừa ghé qua. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra hàng trăm vụ cháy lớn nhỏ, làm chết 82 người. Riêng thành phố Hồ Chí Minh là 26 người. Những nguyên nhân dẫn đến thiệt hại các cái vụ cháy ở địa bàn khu dân cư là do phát hiện chậm, lực lượng tại chỗ xử lý không kịp thời ngay từ lúc ban đầu, cho nên là xảy ra cái thiệt hại rất là thương tâm. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều khu dân cư với những con hẻm sâu hun hút, nguy cơ cháy nổ vẫn thường trực, kể cả trong mùa mưa. Không chỉ là nỗi lo của người dân mà còn của những người trực tiếp xử lý. Nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản và con người khi mà có hỏa hoạn xảy ra, mô hình tổ liên gia phòng chống cháy nổ được triển khai. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau thời gian thí điểm thì mô hình này được đồng loạt tổ chức và đã được người dân đồng tình hưởng ứng với những hiệu quả tích cực. Mỗi người dân trở thành một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ngay tại nơi của mình sinh sống. Nhà ông Chính ở cuối con hẻm phường 15 quận Tân Bình. Vừa làm, ông vừa chỉ cho chúng tôi xem cách sử dụng bình xịt và các công cụ chữa cháy sao cho hiệu quả. Không chỉ gia đình ông mà 16 hộ dân hẻm này ai cũng sử dụng thuần thục. Hẻm nhà ông vừa ra mắt tổ liên gia phòng cháy chữa cháy ngày hôm qua. Quận phường đóng xuống tập huấn cho khu phố thì cần sắm sửa thì mỗi nhà đều đó. Bình cháy nhà có bình hai bình, búa xẻng chuông đầy đủ hết, rồi có kẽn báo động luôn nè. Nhưng mà khi cháy nhà nào thì chúng tôi bấm cái nhà đó, thí dụ cháy nhà này thì bấm lên thì tất cả đều không biết hết là nhà này bị cháy, là tất cả đều liên gia là phòng chống gấp. Sau thời gian triển khai mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy đã có gần 100 tổ liên gia được thành lập, hàng chục điểm chữa cháy công cộng và được hàng ngàn người dân tại các phường, quận, đông dân cư tham gia hưởng ứng. Thì thấy nó hiệu quả hơn. Tại vì nếu mà một nhà hay một gia đình xảy ra sự cố thì cả một cái khu vực đều biết, thì sẽ có sự hỗ trợ nhanh chóng kịp thời, đỡ thiệt hại về người và tài sản. Hiện nay thành phố đã triển khai được 82 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy và 77 tổ điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn thành phố. Và trong thời gian vừa qua thì một số vụ cháy xảy ra ở các cái khu dân cư được xây dựng cái mô hình thì lực lượng tại phòng cháy cháy tại chỗ đã kịp thời xử lý và không phải chi viện lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, góp phần tích cực vào cái công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, các mô hình điểm này sẽ còn tiếp tục nhân rộng để mỗi người dân là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.